Hôm nay mình sẽ lại tiếp tục mình bui thêm cái vàng ở trên nữa. Bây giờ mình còn máy thực tế ảo với lại máy levitation. Bui nguyên vàng thực tế ảo với lại levitation ở trên lầu nữa là tới đào coin. Mình đào hết cái coin luôn. Cái coin dạo này đang tăng giá. Ôi, bây giờ tôi mới biết nha, bây giờ tôi mới thấy nha, cái này nó tác dụng lắm mọi người ơi. Một ngày thì không thể nào mà thiếu cái bình xịt thơm này được. Thiếu cái bình xịt thơm này là cái nhà nó như cái đầu bùi, nhà nó thúi liền, là một sao liên tục liền. Mà một ngày nó bán có 3 chai à. Ơ, rồi thằng em mày đâu nhờ? Hello. Như kiểu ăn mày nhiều tiền quá, bên đây nghỉ ăn mày hay sao đó ta. Bạn ơi, à đây đây đây, bạn đây rồi. Tôi tưởng bạn giàu bạn bỏ tôi chứ. Có một tiệm internet cà phê, chủ sở hữu trong thành phố này, người mà không bao giờ lắng nghe từ ngữ của tôi hả? Ủa, là tao à? À, là không bao giờ giúp đỡ mày đúng không? Tao có giúp đỡ mày. Mọi người trong thành phố này nghe tôi, nghe lời tôi, mọi người trong thành phố này đều nghe lời tôi đúng không? Rồi tôi hỏi bạn là cái gì đó ở dưới cái bàn. Rồi định vị của nó là ở trên lầu 2. Đây bạn sống. Cái này là làm gì vậy? Cứ làm thôi. Play nơi bị hai the revive đặt diễn giờ cái nhiệm vụ này là đánh bom tiệm net à, phá thằng lầu 2 à. Rồi tôi phá làm sao? Tôi lên tôi giật chốt à. Mày sợ tao chưa? Mày chơi một tháng còn không phá đảo chứ ở đó nghe. Một tiếng. Cúp cầu giang nó vậy rồi đúng không? À lại cái bàn à. Đây nè. Rồi lại nói chuyện với lại thằng ăn mày. Mấy thằng bạn lon của em qua thằng lầu 2 hết rồi anh. Đâu? Đợi em đi mua thịt về nấu cơm đã, tí em qua. Khách của nó cũng đông quá nhờ. Bọn mày thích chơi PlayStation à? Bọn mày thích chơi PlayStation nữa ta, sao mà khách đông quá nhờ? Hay là do quán tôi chưa mở ta? Quán tôi chưa mở đúng không? Bạn ơi, tôi làm xong nhiệm vụ của bạn rồi đó. Ôi, bạn cho tôi 400 đô à. À, vậy là tôi chỉ cài vô đó, tôi cài máy nghe lén cho bạn thôi đúng không? Mày ngon vậy, 400 đô như được ở đầu bùi vậy đó. Thua cả một tiếng trên net nhà tôi nữa đó bạn. Đây. Sau một đêm sóng gió thì anh Trung cũng đã trang trí lại rồi. Bước vô đây là điệp mà mày mã đáo thành công. Đấy. Bước vô thôi là đã mọi thứ là mã đáo thành công rồi. Trang trí tiệm net nó lộng lẫy chưa? Nó lung linh chưa? Ôi trời ơi, có hai mũi tên chỉ vô hướng tao net luôn. Chỉ vô hướng tao net luôn. Ông già chơi mình này không phải, tôi vô tôi sắp lại thôi. Tôi vô tôi sắp lại bàn ghế thôi. Mà mày nói chuẩn đến từng cm mọi người à. Sắp bàn sắp ghế lại. Chứ tôi ngủ không được. Ăn không ngon ngủ không yên. Đi mày. Tôi vô ăn không ngon ngủ không yên mọi người à. Ôi tiền bill.
Trời, view có 200 cũng để vậy. Hình mấy con mã này mà ông thầy nào đó âm mấy tỷ đó. Có em nhiều nha. Mã của tôi là mã đáo luôn luôn là thành công. Thầy của tôi ông ốc chó ngu mới âm mà chứ. Ô, máy này là máy Xbox à. Một máy Xbox với lại một một máy PlayStation. Vậy là chắc tôi phải mua hai máy rồi. Một máy móc cỡ lớn với lại một máy PlayStation. Đấy, tôi đặt trước hả. Cái này là bao gồm những cái gì nhờ? Một cái bàn nữa đúng không? Một cái bàn. Một cái bàn chơi chơi PlayStation với lại một bàn chơi Xbox nữa đúng không? Chết mẹ rồi, chỉnh giá lên. Chưa chỉnh giá nữa. Full giá lên, full giá lên. Một cái tay cầm TV nữa. Rồi, một cái tầm TV. Anh Trung ơi, hôm qua em chơi máy số 3. Do về vội nên chưa đăng xuất Facebook. Anh Trung phát hồi mình. Ok, cứ để đó. Trời ơi, ôm sùm quá vậy mấy khách. Vô tiền nét của em mà ôm sùm quá nha. Em mở nhạc nhẹ nhẹ cho mấy khách nha. Trời ơi, liên tục nó là liên tục. Còn một máy trống thôi nha, hai máy trống nhanh tay, còn chặt tay thì mất nha. Order đồ ăn đi. Hello thầy nhá, thầy mở quán net hả, để con rủ gia đình con ra học online ủng hộ thầy. Được con ơi, mày bạn này, bạn chỉ đường thấy chưa. Rồi ôi, ổn chưa, ổn áp chưa, mở đèn lên cái. Mở đèn lên cho nó sáng. Ủa đèn này là mở hay tắt vậy? Rồi đây tắt nè, mở nè. Lần đầu donate chúc thầy stream TV. Dạ thầy cảm ơn em nha. Bây giờ để tôi đặt thêm. Tôi đặt thêm một cái bàn. Mua hai cái rồi đặt thêm hai cái bàn với là hai cái ghế. Ủa cái bàn trên PlayStation là bàn nào đó anh em nhờ? Làm tí hoa quả cho có vitamin anh Trung ơi. Trông anh dạo này nữa. Có vẻ hơi mệt mỏi. Ăn nhiều dưa hấu với cái này cơm là VR nè đỡ á. Có bàn VR nè. Không, bỏ hoa quả đi, bỏ hoa quả qua một bên đi. Dạ, cảm ơn 7 7 7. Bàn này là bàn VR. Hello anh Trung, em mới qua. Dạ, có hello mấy thằng em. Bạn em ở đây không? Không thấy, anh ta không thấy nha. Cái này là game ít, là game gì nhờ? Pro gamer. Pro gamer thấy bồ. Cốp phim thấy bồ. Xì tay thấy bồ. Water Glass thấy bồ. Anh ba rời PC qua bên trái đi. Bên phải là chỗ đi của thằng ăn trộm đó AB. Rời qua trái đi không là xếp lại đó. Không được. À cái cốp phim đó à. À cái cốp phim à. Trời ơi quán người ta làm ăn chân chính ta ơi. Anh ba like tới mùng mấy ạ? Anh ba like tới 29. Đêm 29 rồi coi giao thừa với lại anh em. Sao mà nghỉ. Cái bàn cốp phim đúng không? Sao nó rẻ quá rồi. Có cái nào mà tương tự cái bàn cốp phim mà nó 5 sao không? Có cái nào mà tương tự không mà 5 sao không? Bé bay rủ bắn tàu kìa AB. Ở trên bé, bé nào? Cảm ơn chị Lê Quảng Hải. Cái con xin à. Cái con xin à. Ở đâu? Cái con xin đó. Con sợt gì đó. À đây hả? Ờ, cái này mua rồi mà. Tính ra chưa gì là 8.000 rồi đó. Cái 1120 á hả? Cái bạn 1120 á hả? Lát có ai qua hỏi hôm qua Bu có chơi vịt ở chỗ anh Tam không thì nói không nha anh Trung. Trời ơi, cứu Bu cái chén Bu này. Không có cứu Bu được, ai qua hỏi Bu đâu. Đây, đây, à cái này. Rồi.
Trời ơi. Bây giờ vô quán net của anh Trung Ít Game là chỉ có 5 sao. Nào cho 3-4 sao chặt tay. Thằng lồn nào mà cho 3-4 sao tao chặt con mẹ nó tay. Bố nhà mày nữa, xịt cái cho nó thơm nè. Quán net đẳng cấp Sài Gòn chỉ có đỡ Trung Ít Game. Hôm qua lúc về em thấy thằng Lon Chí Lê nó đứng ở quán ông già bán cái cây máy tính. Anh Trung chắc cam xem phải nó phá quán anh Trung không? Chí nê à? Chí nê à? Cái này là đủ một cái máy lồn dữ nhờ. Sao nhìn lạ quá ta? Rồi, cảm ơn mấy anh trai nha. Chúc mấy anh trai buổi tối vui vẻ. Mình đến với nhau vì tình cảm nha. Trời ơi, trời ơi. Từ từ được không? Cái chỗ này nó đang hơi trống nè mọi người. Tôi đang tính để cái gì đó ở đây nè. Thầy xây cái phòng cho em vô học on đi thầy ơi. Học online à? Ok. Online có một phòng online luôn nha. Có một phòng online trên đầu luôn. Rồi, cảm ơn khách. Đợi tao tối xíu đi, tao tối xíu rồi lên. À, bữa gì hả? Giờ khách cũng hơi đông. Trời ơi, cái máy gì vậy? Giờ quá giờ. Cái máy này là PS5 nè. Cái máy này là cái gì nhỉ? Phải tao nha mặt cười. Hôm qua đang ngồi chơi thì có một thằng lồn vô ủi mấy bố mày đang combat nha. Coi chỉ lời bạn ngãi nha. Sao cứ cầm lanh không vậy ta? Cứ cầm lanh ở trên đây hoài vậy ta? Muốn cái gì á thì gửi email cho tôi có email mà. Ông chủ ơi nạp 100k máy 40, thiếu 10.000 mai trả. Thiếu 10.000. Tôi có cái mail đây nè, gửi mail cho tôi, muốn gì gửi mail cho tôi được không? Đừng có cầm lanh điệp mạng mày trên mạng như vậy. Mạng xã hội không phải là để cầm lanh. Mạng xã hội là để chửi nhau chứ không phải cầm lanh, ok? Đang ngồi máy tính quay lia chuột qua chai để lấy tiền không cần táp ra đâu A3. À vậy hả? À. Anh ơi, phục vụ nhà em nó có bồ rồi. Khỏi đứng làm màu ha. Để em biết chơi được nhiều. Mày có phải cục cức không chùi được trong nhà vệ sinh đâu rồi A3? Cục cức nào? Anh ba ăn hết rồi hả? Thôi đừng nói vậy. Đó. Một cái PS5. Đấy. Rồi, cảm ơn khách. Vàng bên đây là PS5 nhờ. Cho cái máy cấu hình mạnh mạnh học online mới được nha thầy, dạo này Dung đòi cấu hình cao lắm. Từ từ để tôi sắp xếp lại coi. Cái góc PS5 của tôi nó phải điểm mà mày nói phải ok xíu nha. Anh Giang xíu được không ta? Ủa anh Trung trông quán kiểu gì mà tài khoản hội viên của em thằng nào hack còn có 10 phút vậy? Cái gì nữa em ơi, đủ má đi ra là phải lock out tài khoản liền. Rồi còn quán anh ba là quán người ta để rồi, đâu phải là người ta để cái kia đâu em. Quán anh ba đâu phải là chơi kiểu à, chơi bao nhiêu tính tiền bao nhiêu mà. Ủa sao đủ mà mày hát cái bàn màu khác nhau nhờ? Ờ do ánh sáng à. Bây giờ đặt thêm một cái tivi đúng không? Đặt thêm tivi. Tivi với lại tay cầm. Ờ à, hai cái Xbox với lại kia là xài tay cầm hết đúng không? Tay cầm phải tay cầm xịn nhất.
cái đen cái trắng, cái đen cái trắng, rồi hai cái tivi. Xin thêm hai cái tivi màn hình phẳng LCD đúng không? Thường là chơi cái đó là xe là LCD. 1, 2. Anh nói em nói thường. Mỗi thứ hai cái à, 4 tay cầm lận à. Ủa sao 4 tay cầm dữ vậy? Tôi thấy nó ngồi nó chơi có một mình mà anh em. Tính ra tôi thấy nó toàn ngồi chơi mình không luôn á. Bình thường mấy thằng kia nó để mật khẩu một nên em quyết định để mật khẩu là 2 cho nó khó. Hay okay. Anh Trung hút hết của em rồi. Chấm chấm. Ủa mà rồi LCD đúng rồi mà ta. À TV khác nữa. Chết mẹ rồi, vậy là tôi dư rồi. Đây rồi, à TV là cái này à. Nó nữa chứ. Chết mẹ rồi, vậy thôi bán hai kia nhờ. Đủ má. À cái này là màn hình kia. Hết đủ. Cái này là màn hình máy tính mua nhầm rồi. Thôi bán rồi cũng được. Bán nó là đồ cũ cho mấy con lồn đi. Bác mẹ. Mẹ mày xịt cái này là phê chim luôn em ạ. Cho cái hàng đó mà xịt lên nữa nó bê con mẹ nó người luôn. Mắt là chim. Rồi. Lên để hai cái tay cầm trước đi. Anh Trung canh nét có tiếng ăn bớt tiền nét mà VN. Mày nữa chứ cậu thang như đầu bùi vậy. Rồi từ từ được không? Trời ơi mấy chị ơi. Chú ơi, cho con chơi thêm 1000, tí má con có lại hỏi thì nói con không có ở đây nha. Ok con. Ok con nha. Rồi, thằng nào muốn chơi, à, cái tay cầm tiếp bóc là phải qua tiếp bóc chứ nhờ. Thôi em về nhảy con gà của ông Bảy ra chợ bán đã chứ còn tiền đâu mà chơi. Rẻ mẹ đồ. Chỗ anh ba rẻ phải cướp ra á. Chỗ ba tính ra là rẻ. Rẻ nhất ở trong cái thành phố này. Mà tiện nghi nhất trong thành phố. Chủ ơi, chỗ bán là hai cái này đi. Đồ cũ đó. Nói đồ cũ vậy thôi chứ tính ra mới mua rồi. Chưa kịp đóng tay. Bán lại cho chủ giá nửa giá. Phải cả liền. Rồi, cảm ơn bán chạy. Đây rồi. Mà cái cơ chế của cái game này nó làm không có một cái chỗ nào mà để đồ. Sao vào ít video không được chủ quán ơi. Ít video à, đây người ta coi quá trời ở đây đây nè. Đấy. Người ta chơi quá trời ở đây. Ở đây chúng tôi chỉ có hentai thôi chứ không có ít video. À, TV kiểu này vậy là phải dời cái này ra miếng rồi cho nó rộng rãi. TV này phải dời ra miếng cho nó rộng rãi rồi. Đấy.
Hợp lý chưa? Hiểu cái ghế. Chủ quán ơi, tắt dùm cái điện thoại bàn không thôi má con gọi đây. Thằng Lon kia kêu lên tầng 2 học online mà nó đang mở phim sex nắc nê với. Mày ơi, đừng có cà khịa nha. Đừng có cà khịa nha. Tắt cái điện thoại bàn để làm lộn gì. Chết rồi anh Trung ơi, em nhờ anh đăng xuất Facebook em mà anh cô làm bây giờ lộ hết clip sex gay của em với anh Trung trên mạng rồi thì mặt đều. Sex gay. Nói chung là ghế thì mình vẫn cứ là trung thành với lại ghế Osim. Từ trên xuống dưới đều là ghế Osim hết. Hai tay cầm mà. Con nó có sầm lồn hai tay cầm mà. Con ơi, cho cô xin số điện thoại của quán với. Có gì thằng Trung con cô tớ cho con lại cho cô nha. Nha. Khó chịu thế nào. Kêu mua hai tay cầm mà nó chỉ yêu cầu một cái ghế là xong bà nó rồi. Vậy nó kêu mua hai tay cầm xạo thiệt. Bây giờ trên đó là mình để được thêm hai cái này nữa. Hai cái này lại cho thêm đổi máy điều hòa hết đi. Đổi điều hòa xịn 1, 2, 3, 4 cái điều hòa xịn. 4 cái điều hòa xịn. Hai tay cầm. Bốn ghế. Từ từ. Bây giờ mình thêm 4 ghế nữa nè. Mẹ mày vô ngồi thì ngồi một lượt. Vô cái gì mà? Từng đứa vô ngồi. 1, 2, 3, 4 ghế. 4 ghế. Rồi thêm 4 màn hình TV. 4 bàn. 1, 2, 3, 4. 4 TV xịn. 1, 2, 3, 4. Thằng trộm hôm qua đâu rồi AB? Ở điện mạng người ta 24.000 dữ vậy. Từ từ mát chai ơi, từ từ. Lưu ý là cứ từ từ cho tôi nhá. Sao nhiều tiền thế nhờ? Có 24.000 dữ vậy ta. Thằng trộm hôm qua bẻ cái tay nó rồi. Ngồi xéo xéo vậy không? Hợp lý chưa? Cái này có cần phải mở máy không ta? Cái này có cần phải mở máy không anh em nhờ? Thằng kia nó bận ngồi học online thấy con người yêu nó không có gì làm nên em lên hỏi nó mượn người yêu đi uống cà phê tí mà nó đấm em tím mắt phải anh Trung ơi. Mẹ mày máy tính unusable có virus à? Chấm hỏi có virus. Chưa mua. Tôi nhớ tôi mua Remedium này nào các thứ hết rồi mà có virus là hơi xạo lồn nhá. Hello thầy. Hello thầy ạ. Thằng CD 99 nó tháo mất con chuột ở máy 4 kia. Thằng lồn nào tháo con chuột của nó chảy cho nó đi kìa bàn ghế. Cái này còn thiếu tay cầm. Bây giờ order thêm 4 cái tay cầm nữa. 4 cái tay cầm nữa. Ủa 8 cái chứ. 1, 2, 3, 4 cái này. 1, 2, 3, 4 cái này. Rồi, tổng cộng 29.000. Mấy khách ơi, chơi game đẻ lẹ trả tiền cho em. Mấy khách chơi game lẹ lẹ trả con mẹ nó tiền cho em ngay và luôn.
dơ quá nè, sao có một mình có này. Bây giờ mình mướn thêm cái robot được không ta? Mình mướn thêm con robot được không anh em nhờ? Một mình con robot này làm không xuể rồi. Chủ quán ơi, thằng Trung con tôi nó chơi nét mất xe đạp mà nó về nó nói tôi là học thêm mất. Này, thằng Trung nào, ở đây tôi được còn tôi đéo thấy thằng Trung nào hết trơn anh chị ơi. Anh chị tìm con mà anh chị cứ tới tiệm nét anh chị tìm không à, là tôi làm ăn cái kiểu gì hả anh chị? Thằng Chí Lê mày nhét chữ nha. Qua lúc bị phá quán là tao đang đợi thằng ỉa ra quần để lấy điện thoại chứ còn tiền đâu mà chơi. Tìm con thì mấy anh chị đi lại rồi chỗ học thêm hay là chỗ chơi bời, nó biết đâu nó qua nhà bạn bè nó thì sao. Bên kia đấy nó cũng lớn rồi, nó có người yêu. Alo chú coi có thằng nào tên Thịnh ở đó không, nó mới bị anh hai nó đuổi khỏi nhà, chú kêu nó về giùm tôi cái. Không là một tiếng nữa tôi có mặt ở Sài Gòn, chú nhắn với nó giùm tôi nha. Dạ có, em nhắn liền. Dạ xin thêm mấy ngàn nữa đi mấy anh chị ơi, để order đồ hàng mới về nè. Liên tục. Năm sau vậy nó mới chất lượng chứ. Tôi ạt vai The last blue order, lúc cát à order. Order gì bị lỗi vậy? À mà bây giờ là mình phải tiền nét của mình phải năm sao hết đúng không ta? Mẹ mày đứng ở đây mà nhìn vô cái tiền nét quá hoành tráng. Ông chủ ơi, ông coi có cháu tôi không, tôi mới để đầu giường 20 nó cũng trông lấy. Thằng nào mất dạy nhỉ? Thằng nào mất dạy, cháu chiếc cái này mất dạy thế đó. Ăn cắp tiền của ông bà. Hỏng cả thế hệ. Vậy là quá hỏng. Cảm ơn 480. Em Thịnh nè anh hai cứ chơi nét của bà đi, em không nói mẹ đâu. Ok Thịnh. Nếu như có gái đẹp đến thì sẽ tăng tiền hơn. Gái đẹp ở đâu ra? Tập này gái đẹp ở đâu ra cho mấy ba? Thẩm liền thế. Quán tôi mở nét chứ không phải kinh doanh gái gú gì đâu. Rất ư hãm liền nhá. Con này chưa đủ đẹp hay sao á, lại đục. Anh Trung ơi. Biết Mai ơi, mặt cười. Tao nói mày lần này là lần cuối nha Biết Mai. Mày bắn ở đâu, mày bắn toàn lên con mắt của thằng nhỏ. Lúc nào nó cũng đục. Con thấy thằng con chú chạy vào đây không? Thằng Thịnh con chú bảo mới thấy thằng anh nó ở đây, chú đánh nó nát đít. Hôm qua tao ra cái cục kích to như bắp chuối, đĩ mẹ. Đừng sạch sẽ rồi. Ở đây là ở đây sạch sẽ nhá. Rồi những gì khách cuối cùng. Cảm ơn khách. Hôm qua em chơi thằng nào thó mất xe đạp rồi em nói xạo ba là đi học thêm lý mất bị ông chúng già đánh sưng đít không nằm ngủ được anh ơi. Thằng lộn nào nữa vậy? Anh Trung ơi, cho em hỏi có thằng xe bờ lép bên quán anh Trung không? Thằng cả, đó đánh không em. Thua cay cú, hẹn em đến quán nét A Trung đánh nhau. Thôi. Ông đấm nhau đi chỗ khác ha. Làm ơn đấm nhau thì ghét con mẹ nó, đừng có ra chỗ khác, đừng có vô quán nét của tôi. Vô đây phá rồi, phá quán tôi à. Rồi, hàng về rồi. Trời ơi, nó giao hàng. Cái tay mày cục hay sao, mày không xếp được hàng cho tao hả? Trời ơi, order hàng số lượng lớn, đem con lạc đà ra xong cái quăng vậy nè. Trời đất ơi là trời. Có mở thêm dịch vụ nét bú khu KAB. Dạ không. Rồi thằng lồn này, mày thấy tao đang làm gì không? Sao ấy? Trọng
đóng cửa. Xong mở. Này ha. Bán cái máy lạnh cũ này đi. Thằng Lon chí chó cỏ, mày định đánh anh tao à? Tao mách mẹ mày đi chơi nét tối về bà lại giã cho bây giờ. Đấy, nó làm kia cũ quá rồi. Nó làm mới và nó sang. Ok. Rất chi là hợp lý rồi. Vãi cả lồn bớ làng nước ơi, hai thằng ngồi cạnh tao chúng nó nạp vào võ lâm hơn 200 triệu rồi. Nó ảnh hưởng tới kinh tế nhà mày ghê á. Chơi nét ở đây bị mất xe đạp, bọn con gom được 200k cho bạn mua xe mới rồi, chú có góp ngàn nào không chú? Không góp được. Lồ má khó chịu thì cái mẹ lồ. Cần vài nam đi bán thân cho các chị đại dịp Tết 17T trở lên đi phục vụ nhạy cảm lương cao KBZL 0.8.7.9.2.5.9.579. Bán thân bán đồ gì đây nữa má ơi. Cái ba lô mở ra mở vô nó mệt thế nhờ. Game gì VAB? Tệ nét, internet Sulibato. Chí chó cỏ ngồi cạnh bị thúi quá, anh ba xịt nước hoa đỡ mùi giúp em. Đấy đó anh ba lo. Ăn cái này. Cái này là phải một cái trong này rồi. AB không chơi thuyền với mọi người à? À, ba đang bận rồi. Ủa mà mọi người có chơi thuyền à? Mọi người có chơi thuyền à? Thôi chết rồi anh chủ quán ơi, cái lồn má nó thằng đứng sau em tưởng nó hết tiền nét, nó đứng xem ai dè nó lấy điện thoại em xong nó cạ cạ gà em chơi gay luôn. Giỡn hoài nha. Cho e trai sử tinh vs Tommy 2 bắt chứng nhà A3. Ok. Con má giỡn. Cứ chọc bằng game. Giỡn điên giỡn khùng. Cái máy lay tay sành là để vậy là đúng rồi anh em. Tôi còn chưa biết được cái máy lay tay sành 5 nó ra như thế nào á.
vẻ hơi chật chội nhờ. Cái này có vẻ hơi chật nhờ. Tôi nghĩ là để được hai máy vậy thôi là hợp lý rồi. Cái thỉnh đồn là để thêm. Quán nét mình ngoài chơi game ra có trò chơi đĩ cô AB. Ghế hơi to hả? Nhưng mà bây giờ ngồi ghế vậy nó mới sang anh em ạ. Ngồi ghế vậy nó mới sang. Vào net có được làm phân tích viên không ông chủ? Tuy tôi không có tiền chơi net nhưng tôi giỏi đứng sau lưng chỉ người ta chơi. Không, không có. Chú chủ quán ơi, thằng lồn trọng hô nó chung điện thoại của cháu mặt mếu. Trọng hô là thằng nào? Để đây cho nó đỡ chóng không ta? Để đây một cái cho nó đỡ chóng không anh em nhờ? Hơi chật. Để đây thì nó cảm giác, tôi thấy cảm giác nó hơi chật chội một xíu. Nó hơi không được sang á. Nó bị mất đi cái gọi là cái độ sang của cái quán nét của mình. Quán nét mình tuy ít thật nhưng mà nó phải chất lượng. Rồi, đủ rồi đúng không? Có để khúc này thì được nè. Để khúc này nè. Đó, được không ta? Để khúc này nhìn nó có bị hôi lông quá không ta? Nó là một cái điểm nhấn gì đó đó. Anh Trung X Game cho em dĩa cơm sườn ghi sổ nha, cuối tháng trả một lần. Gắn màn hình được mà, gắn màn hình trên đây nè. Nè anh em. Ủa, sao kỳ vậy? Không gắn được à? Chỉ gắn ngang được chứ. Có máy lọc nước cô gắn một cái đi, chứ tiền đâu uống nước ngọt hoài đu ma. Anh ba ơi, hồi nãy trước lúc đóng cửa em thấy thằng Võ Trọng nó đá cái tai nghe máy 6 của anh ba nè. Anh ba kêu Big Mai tới lấy nhẹ cái răng cửa nó đi ạ. Hai thằng lồn nào. Thôi, vậy là chắc tôi phải để ở đây rồi. Chắc phải để ở đây cái rồi. À Trung ơi, thằng ngồi cạnh E nó đang muốn mua xe tay ga mà trong người N mới có mất tia. N đang rủ EB trộm mấy cái máy trên tầng 2 này. Vô đây, hả? Vô đây. Đủ má, chúng mày bước vô đây. Bước vô đây tao tiếp. Stream vui vẻ nha AB, lát có chơi God of War cô AB. Có, sao mà bỏ được em ơi. Bây giờ anh ba muốn bỏ lắm mà bỏ không được chứ nè. Muốn bỏ lắm đó. Mà bỏ sao bằng được. Nhìn quán anh ba sang Á mà là sang quán. Sao sang chảnh. Nét CC gì mở tí đã đuổi khách thôi anh em ơi, sang quán nét tầng con 2. Con mẹ mày con cặp gì vậy? Ma dí à? Đủ má chủ quán đâu, kêu dĩa cơm sườn chờ 2 tiếng rồi không thấy vậy, có bán được không? Bán được. Đó. Anh Trung, con mắt em hơi nháy nháy, em nói chuyện với thằng nhóc kia cái nó quất chai Sting vô đầu em, anh Trung coi xử lý cho em. Nhóc nào? Ô cái TV đây không nhận luôn mọi người ạ. Ô TV đây không nhận luôn kìa. Ô TV không nhận kìa. Ô TV lắc được à? Đâu có. Đâu có anh em. Vậy là chỗ đó không được rồi. Rồi tôi hiểu rồi. Do cái chỗ đó là đã nhận bên đây rồi nè, cho nên nó không nhận bên đây, phải lồn. Anh ba ơi, muốn yêu một người mà ai cũng ngăn cản vì quá khứ họ không đẹp thì sao a ba? Yêu một người mà bị ngăn cản vì quá khứ của họ không đẹp thì sao anh ba? Là sao? Tầm này yêu đương mà còn bị ngăn cản quá khứ không đẹp nữa, chấm hỏi. Thì quán em. Có nước khác không vậy chủ quán? Bam uống giờ VC mà bán mỗi bam vậy. Bam à?
Bam là được, Bam là ở đây tài trợ ở đây rồi, thông cảm đi, Bam nó tài trợ ở đây, nó tài trợ cho tụi tôi ở đây, nói không? Tôi nhìn khác tôi biết luôn ra vấn đề luôn. Anh ơi, anh ra bảo bé Panda thay máy số 3 là em trả tiền hôm nay cho bé nha, em chết bé, đó anh giúp em cái. Rồi hả? Ok. Được mẹ mày khách sộp rồi. Trả tiền cho bé Panda đồ. Phục vụ kiểu CC gì vậy? Tôi đi nét quên trả tiền thôi mà bị nó dí đấm cho nâu con mẹ nó mát. Má, ông đi chơi nét không trả tiền nữa, nó béo xúc ông là mai. Đấm ông là đủ, ông mai lắm rồi nè. Suốt ba đời nhà ông. Gặp tôi tụ quần. Kêu mấy bảy nó cười đều em nè anh ba. Tôi tụ quần ông ra đồ, tôi búng cặp ông đồ ngay giữa quán đó chứ ông ở đó. Nó quýnh là đồ, một cái trừng phạt gọi là nhẹ nhàng cho ông rồi đó. Vô quán nét của người ta chơi game mà kiểu vậy. Em biết anh đang bận thiết kế quán nhưng anh có thể giúp em tạo nick Yahoo ít là boy sa deck đẹp trai cô đơn được không ạ? Ê mày, đủ má mày, mày đưa chứng minh nhân dân để tao tạo cho. Mày kỳ quá vậy. A Trung xem lại máy hai dỗ thằng nhóc ở đây giúp E với N mới rớt cái chuỗi cao thủ khóc to quá trời EK tập trung chơi The C. Mẹ mày, tụi mày nó chơi game đủ, nó vô nét người ta nó đòi hỏi nhiều thứ quá nhờ. Thôi qua quán khác chơi anh em ơi, quán gì ghế thì toàn ghế ô sim, nước thì chỉ có Bam sao mà chơi game nổi. Anh trai ơi, nãy tôi lỡ bỏ quên cái cục cướp trong NVS sao quay lại ai lấy rồi. Rồi, xong. Mở tiệm. À, giờ này 4 sáng rồi. Thằng con trai CD99 nhà tôi có đây không anh Trung? Dạ không biết tôi cô Duyên ơi. Tôi nhờ 300 nghìn đi mua thịt mà 4 tiếng chưa thấy về. Trời ơi cô Duyên ơi, cô có nhầm lẫn không? Chứ quán đấy con không cho để mấy đứa nhóc vô đâu. Coi phim mà cái ma nó hù xong quá. Nó lo nhoi lắm. Quán luôn, anh ba dọn giúp em bãi nước đáy với. Mấy đứa nhóc nó lo nhoi thì cô thấy không? Nãy giờ con mệt với mấy đứa nhóc này luôn á. Nó nhoi như con giòi á. Không làm ăn gì được. Tính ra cái chỗ đủ người ta đang tính làm Bitcoin luôn á. Địt mẹ hỏng rồi anh chủ quán ơi. Bé Panda thấy có người yêu rồi là thằng Trung 10 ngón 9 ngón gì gì đó. Nghe nói nó làm rapper hay chơi net ở quán X Game này. Anh canh canh nó vào bảo em cho chai Sting vô đầu nó. Dạ. Bé đó có chừng mày phỏng tay đó. Nữa anh làm cái vách ngăn giùm em cái. Ngồi giữa hai thằng mà nó ho như chó vậy. Kỳ này về Covid chết đĩ mẹ luôn. Rồi. Bây giờ đến. Bây giờ là mấy cái ta? 8 cái máy lên tài sản của tôi đã xong rồi. Khôn hồn mày, đóng cửa dẹp tiệm luôn. Không tao thuê giang hồ cho mày không còn sức luôn đó. Chắc là mày thấy mùi xuân đó. Mày vô được nhà tao chắc là mày thấy mùi xuân đó con trai à. Mày thấy được cái mùa xuân mày đi về đấy. Bố nhà mày nữa mày khè ai. Bán em cái các võ lâm 20k em mua skin Yasuo cái chủ quán. Ok ok em gái. Ban. Cái này ban không cần. Dead TV. Máy thực tế ảo. Máy thực tế ảo là có một cái cái ngàn máy cũng thở ghê vậy. Chứ sao thằng Chí Lê nó về mách tôi là thằng con trai 99 nhà tôi đang chơi điện tử ở quán anh. Cái này bằng vàng hả anh em nhờ? Cái này bằng vàng hả? Vậy là mình phải mua một cái kiếm. Anh ba ơi, kêu bên đầu bếp nếm lại đồ ăn nha. Sao em ăn không có mùi vị gì hết? Bị Covid nữa em. Hai cái, bây giờ là hai cái này. Nó đứng hay nó ngồi ta? Hai cái một, hai cái nè. Ủa, cái này là một cái tính thực
thế hảo chứ. À em nhầm anh chủ quán ơi, chai bam vô đầu thằng Trung 10 ngón chứ không phải Sting. Nhân tiện dư dư tí nước bam cho bé Panda luôn nha anh Trung, hút nước vị bam cho ngọt. 4 cái, 2 cái này. Có cần bàn không ta? Nếu mà chơi thực tế hảo tôi nghĩ là như đây là đủ rồi. À bà ơi, bam có dạng chai thủy tinh không ạ? À? Chai nhựa chọi không bể đầu được. Dạ không. Chỉ có chai nhựa thôi, nhái à, chai à. Không cần màn hình à. Thực tế ảo mà không cần tivi à. Phải chỉnh chứ. Ờ thường là sẽ phải có một cái tivi chứ, đó là mình sẽ chỉnh chứ nhờ. Nó mới đúng là thực tế ảo chứ. Nhân viên nữ bên mình nhận đi ngoài không anh em mượn bé nhân viên 2 tiếng ạ? À? Cần một cái CPU. Cần một cái CPU à? Cô Duyên ơi, thằng Trung nó đang trốn trong toilet. Hai ngày nay không thấy mày mở cửa. Chắc mày sợ rồi đúng không? Tao tha mày đó. Không, vậy là anh ba đã mua cái này rồi. Chơi thực tế ảo phải có tivi nha. Ờ đúng rồi, phải có cái tivi chứ, trước đó là phải chỉnh chứ nhờ. Biết coi đi ông già, từ từ tôi mua xong cái vàng hạn gái rồi xong bắt đầu là tôi đẩy vô cái tôi đẩy vô một cái góc bên đây nè, cái góc bên phải của tôi là sẽ là cái góc biết coi. Nè, đây tôi chỉ cho anh em ha. Nghe nói quán anh Trung sắp có quy mô cấp hạ, mà em nghe người ta nói anh Trung đánh VCS không qua cấp xong về làm Trung giải quy mô hả anh Trung? Sau đây là rượu má nguyên cái vàng châu cài của tôi sẽ chảy đều đây, nguyên cái vàng châu cài tôi chảy đều đây. Buôn châu. Địt mẹ thằng lồn nào mách mẹ tao là tao ở ngoài này vậy? Bạn bè như lồn. Buôn châu, tôi điện mạng với chú để gốc hết rồi. Tôi để gốc hết rồi, anh em cứ yên tâm. Anh chủ quán ơi, thằng máy số 8 coi phim sẽ rồi nó đi vệ sinh đến giờ chưa ra chơi tiếp nữa. Đâu, 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 để, nó để. Làm gì trong đó vậy anh? Để em vô em coi. Anh đợi em xíu ha. Má nó đi nghĩa trong đó chứ. Chơi thực tế ảo phải có tivi với ghế nữ anh ba. Một mắt xem tivi, một mắt đeo kính. Không cần mấy bé nào đâu. Ở đây chúng tôi làm ăn chân chính. Làm thêm cái phòng trên để còn trên top 5 top 7 nữ anh Trung mặt cười. Không có vui nha. Bạn CD919 ơi, nãy mẹ bạn tới thư điều hướng dư luận mẹ bạn đi vào. Mãi là anh em nha. Địt mẹ anh chủ quán sao không báo em, thằng lồn Chung 10 ngón nó vào trong nhà vệ sinh đang hôn hít với bé Panda Thái kìa. Cái lồn má nó nhìn cái quần thằng Chung ướt nhẹp mà em cay, nó yếu sinh lý nhưng yêu được bé Panda bén quá. Ố mẹ mà yếu à. Về con trai ơi, ra đây về đi mẹ hứa, không đánh đâu. Bố mày đang đợi ở nhà rồi. Mãi xúc xích nó cũng ui, chết con khỉ mẹ rồi. Một mình cái máy kia làm không xuể anh em à. Tại thực tế ảo có lúc mình bắn súng nhắm A anh ba. Mắt đeo mắt không đeo bắn mới chuẩn được. Tới hảo mà gì bắt súng gì đây cha. Gì mà mắt nhắm mắt mở nữa cha. Bữa nay dân số hơi ít nhỉ. Ủa. Từ từ để mua về coi nó tầm cái gì. Vậy là ước mơ của đời tôi đã xong rồi mọi người à. Ước mơ của cuộc đời tôi là chuẩn bị xong rồi đấy. Một tiệm net có đầy đủ bộ đồ chơi. Phim set cũng có.
game loại mọi loại game từ PS4, PS5 cho tới Xbox. Nhân viên nữ phục vụ ngon lành, ngon nghẻ, rất nhiều. Bọn này mọc căng thế. Thằng em có lớn cầm chai Spindom cho đầu thằng một chế. Phải có ghế, chơi phải cho ngồi thở chứ anh ba. Đứng chơi hoài mỏi chân sao. Ok Tì, cảm ơn Hoàng Ngọc Trinh, cảm ơn mấy anh em nhiều nha. Mày trốn, mày trốn. Mày trốn. Này, hàng về. Khóa hộ em mấy bảy em về cái anh Trung. Mày mắt đỡ thâm thì em qua. Ôi đi con mẹ mày, hàng này hàng khuyến mãi à. Còn nhớ đến T không ông già. Giàu rồi còn nhớ đến tôi không nhớ. Nhớ Sơn CL. Có thiệt mà mày hàng khuyến mãi hả? Tôi nhớ tôi đâu có đặt cái kia đâu ta. Khuyến mãi thì xin nhá. Cái lục bá. Chủ quán này sao lầu xanh chấm US này hết vào được rồi. Đừng có vô web nhiều, đừng vô web set nhiều. Không, cái này dư quá. Cái này thì đèn dư quá, chắc là để vô trong nhà vệ sinh. Còn mé nhà mày nữa chứ. Còn một vụ đồ. Anh ba ơi, em mua khô gà về nhai xương muốn gãy răng. Đấy, hợp lý chưa? Tuyệt vời, ở mặt trời luôn. Ok, cảm ơn anh. Đồ má, dí điền, dí giờ nữa đó. À, chết mẹ rồi. Chào AB, tôi đại diện cho báo Game 360. Được biết anh xuất thân là streamer mới mở cyber game ở đây. Tôi muốn hỏi anh có gặp khó khăn hay thuận lợi gì khi đầu tư vào cyber game này không? Không. Và dự định trong tương lai của anh là gì? Mấy đứa chơi vui vẻ nhé, cô dẫn con trai cô về. Tiện ghé qua nhà mấy đứa thăm bố mẹ mấy đứa luôn. Vậy bây giờ là phải có cái bàn để anh em à. Phải có cái bàn anh em à. Ủa đi em nhờ anh ba cài auto võ lâm. Anh cài tôn liên mình làm lòn gì vậy A ba? Tôn liên mình là đủ má ông tự tải nha, tôi đéo có tải nha. Bắt buộc phải có bàn anh em à. Bây giờ cầm cho bây giờ hé. Bàn. Má, dĩa cơm sườn đâu chủ quán chắc đi qua quán khác. À đây nè, bàn VR nè. Nãy giờ mình thiếu cái bàn VR, 1-2 cái. Thiếu cái bàn. Nhiều khi có ghế luôn á. Thằng Sion chưa tới thăm AB à. Nhiều khi phải có ghế luôn á. Không ghế đúng không? Có cái cây rồi, có cây rồi nè. Nè, tôi có nè. Nè. Cái này là cái mắt kiến nè, đúng không? Nhưng mà cái cây là cái nào mà tôi không biết rồi nha. Cây PC hả? Có ghế không? Từ từ, lấy bàn để vô đi. Vậy là hết rồi, hết thật rồi. Bao nhiêu ngày bao bé Panda Thái chơi net. Nay em đã cưới thằng Trung. Thấy em và nó hôn hít nhau thắm thiết, tôi chỉ dám ngồi sau và sụp cặc. Có đồ A2 nha, đủ má mà dơ nha. Dơ dài. Ây da, lộn quá. À, cái PC. Thì con mẹ mày cần một cái cây PC.
Thời gian qua không xem anh được do em qua Mỹ toàn lệch múi giờ toàn xem lại video của anh. Em cảm ơn anh ba và anh em kênh chat đã tạo niềm vui cho em khi em du học em đậu tiến sĩ rồi anh ba ơi. Ôi chúc mừng em nha, ngành gì? Đậu tiến sĩ mà ngành gì? Có hốt được cái gì không? Sau này về Việt Nam ba có hốt được cái gì không nè? Nhã Thanh ơi, không có cơm có cháo hốt ha, vui vẻ ha. Anh Trung, anh Trung, anh làm phòng riêng cho bọn khoái coi sex được không giả? Nó coi sex kế bên mà nó còn rên ư ử nữa. Đã vậy còn thọc tay vô quần dọc con cặc nó kìa. Trời ơi, coi tin xét mà sao làm phòng riêng được. Rồi bây giờ phải order thêm 2 cái KBC, 2 cái TV coi như là phí mẹ đó, 2 cái TV nhà tôi rồi. 2 cái TV nhà tôi phí phạm rồi. Mua 2 cái KBC. Phí phạm quá, phí phạm quá. Rồi, xong, mệt mỏi quá nha. Rồi, chuẩn bị chương cuối luôn mọi người ơi. Anh ba kêu cho em một em gái ngồi bên cạnh đút cơm đút nước cho em được không? Có tay có chân không? Mày có tay có chân mày để làm gì? Anh ba ơi, em thấy nhà vệ sinh anh ba nóng quá, anh ba có thể gắn cái máy lạnh cho y ngồi mát mát để coi phim không? Cho nhà vệ sinh gắn máy lạnh. Tôi lâu lâu tôi đi nhà hàng đó mọi người, có mấy cái quả nhà hàng mà trong nhà vệ sinh gắn cái máy lạnh, tôi đẹp mà tôi thề mỗi lần tôi vô tôi đang thấy tôi lạnh rung con mẹ nó người, lạnh rung mẹ nó người ra. Ma vẫn để được hay thật, đủ má mày đéo tin được. Đấy, được chưa, hợp lý. Hợp lý. Nhưng mà hai cái TV này để cho đẹp nha. Anh em nghĩ có nên để cho nó đẹp không ta? Thôi, hai cái TV này tôi sẽ thiết kế đây. Say chân tao chơi game thích vậy được không? Mắc gì cọc? Một cái cho tôi coi TV. Một cái trong nhà vệ sinh. Em con trai anh muốn lấy con cặc em hay gì anh? Chấm hỏi. Dạ em đậu tiến sĩ nghiên cứu CPC kiểu như về phát triển khoa học à anh. Hay nhờ. Ba chúc mừng em nhé. VG 2 máy. Đầu để đủ má mày ngày mai. Tôi lên tôi coi thử cái máy VG nó như thế nào ha. Còn bây giờ thì coi nhà giùm anh ba. Anh ba ơi, nãy em có chơi game VR bên chỗ anh ba. Đến đoạn con nhỏ trong game mò cụ sóc lọ em thì ở dưới cu của em cũng được sóc lọ. Đúng là quán nét anh Trung X Game, quà tặng cuộc sống. Đây rồi, mai đưa máy đào. Anh ba mở thêm một phòng massage được không? Em chơi game ngồi ghế quán anh ba đau lưng quá. Cái này là BTC Miner. BTC Miner. Kệ. Okay.
tóm lại gắn hay là không. Được thì A3 làm cái cửa sổ. Em này bán mà ngon. Thế giờ có Hoàng Ngọc Trinh nghe không gắn. À, bây giờ vậy phải về nhà ngủ để em này bán thêm mà ta. Mua ba cái sao thấy nó hồi lòng thế nhờ. Cảm giác mua ba cái nó hồi lòng á. Từ từ nha, để tôi lên tôi gắn thử coi nó bây giờ cái này nó đào sao nha. Còn đỉ mẹ mày ngồi hết được cho tao nha. Ngồi yên vô cho tao nha. Để bố mày làm việc nha. Không mua cạn lấy gì đào à. Ủa mọi người ơi, máy đào Bitcoin nó có hai loại. Một là đào cạn, hai là đào bằng máy điện làm việc chuyên dụng. Tôi vừa mới mua ba cái máy chuyên dụng để đào Bitcoin đấy mọi người à. Đây là ba máy chuyên dụng đào Bitcoin mọi người à. Đây, để xuống, chỉ cần để xuống rồi sau đó bật lên thôi là được. Hàng này hàng chuyên dụng, nhưng mà phải mua bàn. Giờ thiết kế bàn. Phải bàn tầng nhờ, cho nó giống được cái châu nhờ. Trời ơi, Bitcoin là nghề của anh Trung. Hồi xưa Trung đã từng Bitcoin mà, đã từng xem qua biết bao nhiêu là cái vàng châu cài của người ta rồi. Của người ta nha mọi người, chứ không phải là của mình. Màn để trâu cài chắc là mình sẽ để một cái bàn gì đó mà cho nó sáng tạo một xíu, trong một xíu. Thử cái bàn này không nhỉ? Cái nào bàn này viên tường lên đó. Bàn chỗ thằng kia. Nâng cấp cái máy chính lên đi anh ba. Cho viết. Ờ đúng rồi, cái bàn chỗ thằng này. Nâng cấp máy chính sao nâng cấp được? Anh ba đâu biết nâng cấp máy chính đâu. Bàn chỗ cái thằng mua second hand đúng không? Đúng rồi, cái bàn của thằng lồn này nè. Nhưng mà thằng lồn không biết nó có bán hay không. Cái đồ second hand của thằng này nè. Cái bàn này là hợp lý nhất để đi coi luôn. Đây, cái này nè. Để trên cái, dưới cái đó. Cái thứ mà nó không có bán mọi người à. Cái này nó không có bán. Chỗ Bitcoin hả? Chỗ Bitcoin là cái này là cái gì á? Chỗ Bitcoin của cái con nhỏ này nó bán là cái gì á mọi người, chứ không phải là cái bàn để máy. Cái này nó là một cái loại Bitcoin luôn hay sao á, phải không ta? Đợi để tôi mua về thử coi. Em chỉ cho anh ba muốn không? Để cái gì đây? Cái này là cái gì đó, cái này là bàn cạc hay sao á mọi người ơi. Mọi người ơi, cho em tránh qua tránh ra xíu cho em lọc việc đó mọi người. Cái này cũng là một trong những máy đào mọi người ạ. Một trong những cái máy đào. Nâng cấp máy chủ á anh ba. Cái này cũng là một trong những cái máy đào nha, chứ không phải là coi nha mọi người nhá. Nhưng mà cái này là đào bằng cạc nè. Đây, đây là một cái con chip của nó đúng không? Cái này là một cái gì, cái mem to. Xong rồi sau đó mình gắn cạc lên đây, mình gắn cạc màn hình lên. Đấy, ở đây có khe cạc màn hình nè, mình cắm lên vậy thôi. Vậy là cái này là chỉ là gắn cạc thôi. Chặt cái lồ. Mình phải mua bàn riêng. Giờ phải đi mua bàn riêng rồi mọi người. Đâu, để tôi lên tôi coi cái thằng lồ trên thực tế ảo nó chơi như thế nào đó. Nâng cấp máy chủ
Liên hệ anh Nị nha anh ba. Trời, nhìn nó lỗ con cặc dễ sợ, lỗ con cặc. Nhìn nó lỗ giái dễ sợ anh em à. Đủ ít ga thấy không, để một cái tivi lên người ta còn biết, người ta nhìn vô là biết ông bả chơi cái đéo gì. Mà thằng này nhìn lỗ giái phải cặc cước. Để bàn, chắc tôi để bàn này quá. Thôi tôi để cái bàn xịn này rồi. Thôi để bàn này đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái bàn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái bàn. Vậy bây giờ thôi, mua hết mẹ đi. Một bên là đủ má mà vàng châu cạn, một bên là vàng gọi là miner cài mà gọi là máy máy chuyên dụng. Đây, mua hết mấy cái này đi. Một bên là càng mạnh hơn. Hôm nay em gặp khách sợm rồi đấy, anh đại gia đấy. Em ơi, ngày mai đặt cho anh hàng. Bây giờ anh cần là khá là nhiều hàng em nhá. Bây giờ đặt cho anh là cái này thì chắc là em để cho anh 20 cái cạc nhá. Còn ở đây cũng là em để cho anh 30 cái này đi. 30 con này. Ok em nhá. Rồi. Để thay cạc vô cho khách nè. Rồi mấy khách ơi, một lát nữa cho em xin phép đóng cửa là em cài đặt lại máy, em update máy mấy khách nha. Rồi mấy khách cứ chơi thoải mái, một lát nữa xin phép cho em xin phép đóng cửa sớm một hôm. Mẹ mày tháo chặt màn hình đây ra. Tháo chặt màn hình đây ra, xong gắn chặt màn hình đây vô, đủ má mày chạy chạy. Gắn chặt màn hình vô ngồi chạy. Đi vô mọi người. Chạy ác luôn. Thường là mấy cái máy, mấy cái cạc màn hình đó, mấy anh em gắn vô máy này đúng không? Gắn vô máy này mà mấy anh em phải mua cạc xịn nha. Ví dụ như là mấy anh em nhắm khách của mấy anh em là chơi là game cấu hình thấp, giống như là lên mua điện thoại, thì mấy anh em mua cái con cạc nào đó mà nó xịn hơn một xíu. Ví dụ thay vì chơi cạc lên mua điện thoại là 1080 đi đó, 1080 Ti đi, thì mấy anh em phải nâng cấp lên là 2080 Ti. Rồi lúc đó là cho khách vừa chơi, mấy anh em vừa đào ở trong đó luôn. Mấy anh em vừa đào trong đó luôn là nó sẽ không ảnh hưởng tới gọi là cái game mà ở trên này người ta chơi. Đấy, rồi sau đó là mỗi con cạc là mấy anh em đào được tầm khoảng đâu đó là 6 cho tới 7 tháng. Sau đó là mấy anh em đi bán lại. Đó, mấy anh em đi bán mấy con cạc đó lại. Lấy cạc vàng cạc cũ mà gọi là đào coi ra bán lại. Nó đi khoảng nửa giá hay là được khoảng 60-70% giá gì đó. Sau đó là mình đầu tư lại, mình tái đầu tư lại cạc mới. Đó, cái quy tắc của mấy anh đại gia mà được mà mấy anh đại gia đào coi bằng cạc á là nó sẽ là như thế mọi người ạ. Anh Mỹ đó, anh Mỹ hồi xưa hình như là nghe đâu cũng đào coi đấy, cũng đào Ethereum đấy mọi người, cũng có đào Ethereum gì nọ đó. Thôi xin phép mấy khách cho em đóng cửa 10 giờ, hôm nay em nghỉ sớm nhé. Anh đang nghỉ sớm à? Dạ. Về giúp em à? Về nhớ trả tiền à? Không trả tiền là bị quýnh giống như cái thằng mặt lồn kia đấy. Ừ. Lì. Rồi cảm ơn quý khách nha. Hẹn mấy khách ngày mai nhá. Rồi. Ngoan. Từ từ để tôi thiết kế thử cái thằng này.
này không được ta. Ơ, cạc này để đâu anh em nhỉ? Khi em đậu thì hiệu trưởng trường em đưa em thẳng vào bộ phận nghiên cứu phát triển để làm luôn á anh. À, tiến sĩ Thành. Nhưng em không chịu vì em nhận được thư từ Việt Nam và em muốn về để phát triển đất nước của mình. Ghê dạ. Cảm ơn anh ba và SBTC Mãi Đình. Dạ, anh ba cảm ơn em nhiều nha. Chúc A3 livestream vui vẻ dạ. Và nhiều may mắn nha. Anh ba cảm ơn Sáng tiệt A3 em. Kêu thằng Lâm Minh Chí đi ngủ dùm em chứ nó mà coi đờ ti một hồi em đập cái điện thoại nó luôn đó anh ba. Dấu bé ba, dấu bé ba. Căng với thằng em quá vậy. Đủ má mày để thằng em nó coi chim với đụng mày căng với nó quá vậy. Cảm giác căng lắm nha, và đó là căng đấy. Hơi căng thẳng với nhau đấy. Tiến sĩ có tiền không em vay 50 chục chơi nét nào về Việt Nam em trả. Đủ má tiến sĩ đồ má mày tự nhiên ta là tiến sĩ kêu đủ rồi kêu tiền ta không nội. Cái này để đéo được ta. Nhìn nó không được hợp lý lắm nhờ. Thôi đi mẹ mày. Cái này nó lại hợp đéo hợp lý nhờ. Đi mẹ mày. Nghĩ sao mà vàng Bitcoin mà để dưới đất nhìn nó kỳ không anh em? Ít nhất là nó phải để ở trên đây là như thế nào đó nhờ. Thề cái cơ chế game nhìn nó thì mẹ mày cái nó làm cái gọi là cái vàng đào Bitcoin của tôi nó bị xấu đi á mọi người ạ. À. Ít nhất phải gắn trên vách tường hay là có kệ gì đó nhờ. Để dưới đất cho thấu mát không. Anh Trung cần thuê dịch vụ thiết kế hong chứ em nhìn anh Trung thấy lò các quá. Từ tại vì anh Trung mua lộn cái bàn rồi. Cái bàn này thiết kế lại cũng xấu lắm. Bàn ở dưới á, bàn dưới nó sẽ đẹp hơn. Trời ơi, đủ má mày nhà máy đào mà máy cài mà nó kêu cho để dưới đất này.
hỏng hóc ai chịu trách nhiệm, cô đéo biết nữa nha. Thời hỏng hóc ai chịu trách nhiệm đây? Không. Đây là điệp mẹ mẹ tu 16 độ cho tôi. Đó. Rồi thôi, tạm thời đóng cửa đi, rồi lại mình mua tiếp. Đóng cửa sáng mai mình mua tiếp là hợp lý. Đi tiếp. Người em toàn máy đào không nè. Người em không có gì luôn anh trai à. Đồ bán còn bán là nửa giá không? Bán 60% giá. Đồ mà đang chặn cướp. Toàn chặn cướp không. Giờ giàu quá không biết làm gì giờ anh em, đốt tiền thôi anh em ơi. Thôi mà chết mẹ rồi, tôi quên nữa. Tôi quên chỉnh cái mã code đào Bitcoin chứ. Quên chỉnh cái mã code đào Bitcoin mọi người à. Biết vậy phải chỉnh xong rồi đi chứ. Anh Trung xài tiền hay quá, lần sau mong anh Trung đừng xài nữa. Anh ba cày có nội quơ gì quá không? Ừ có nội quơ gì quá. Mấy anh em kêu là đủ má mày, nó có cài cái bản đào coi ở trong cái đó luôn, cho nên tôi dám cài. Tôi đéo dám cài mọi người ạ. Cài cái đó đủ má mày, chắc tôi chơi một thời gian xong cái bắt đầu còn hết. Thôi cái cạc của tôi luôn á. Trời ơi, anh đã nói rồi, anh đã nói với em sao. Anh đặt số lượng lớn mà em nhập về một lần em nhập có bao nhiêu đây, như này nó không đủ cho anh nhét kẹo găng nữa anh gái à. Anh phải bỏ bê con mẹ nó cái tiệm nét của anh. Anh giác đồ chơi về mà em làm như anh không có tiền hay sao, con này nó làm cho tôi nghèo hay sao mọi người ạ. Đại gia phố núi đây. Tại em sợ anh Trung không có tiền mặt mếu, sorry anh Trung. Trung có tiền. Trung không được cái gì á, Trung được các nhiều tiền, thừa tiền. Để sau em rút kinh nghiệm chứ nhìn anh lò cặc quá em tưởng anh mõm. Gọi lấy cái code đào coi ở đâu anh em ta? Lấy code đào coi ở đâu anh em nhỉ? Tụi NT nó lùa gà đó chứ Việt hóa không có gì đâu anh ba. Trên trang chủ của game tiếng Việt có post clip đính chính đó. Em cài rồi thấy không bị gì hết. Bên Dũng CT cũng cài mà có thấy gì đâu. À máy tính à? Ok vậy lát tôi làm cũng được. Minor. Rồi có nó ở đâu? À có đây à. L86 Z19 ông Dũng xó rồi hả? L86 Z19.
Này em coi stream anh Dũng sử dụng Việt hóa bình thường mà tùy anh ba cài Việt hóa chứ anh Dũng chơi bình thường. L 8 6 Z 19 Đây, quả kim. Ở bên bọn tiếng Việt nó có cài ngầm mà nó oa oa mồm lên là nó cài rồi, ai dám tải về chơi mặt cười. Dạo này cũng ghê lắm anh em ạ. À. Dạo này biết sao không? Bitcoin nó lên quá. Bitcoin nó đang lên quá. Thì bây giờ người ta súng nhau, người ta làm cái đó thì cũng bình thường. Coi lên quá mà cũng khó. Mà nhìn cái dàn này nhìn nó lỏ giấy à. Nhìn cái dàn này nhìn nó lỏ giấy thật á. Rồi bây giờ nó chạy về cái ví nào đây? Nó chạy về cái ví nào cho tôi đây? Coi của tôi là cái nào nhờ? Crypto à? À ví crypto à? Ví crypto. À từ từ mở lại đi. Bây giờ chắc là đầu tư kinh doanh nhờ. Rồi mở quán net để đào Bitcoin không cho khách vô chơi luôn. Bây giờ cảm giác là xong rồi đó mọi người ạ. À. Cảm giác là tôi xong rồi đấy. Bây giờ là 1 bit là 30 ngàn à. Mua mạng là 1 bit. Rồi. Thằng DNT muốn tẩy trắng à? Hôm qua đã nói cài Chosen là chạy ngầm, ảnh hưởng về lâu về dài chứ có ảnh hưởng liền đâu mà cứ anh Dũng tải chơi bình thường chi vậy. Cảm ơn Thái OED nha. Đây đây đây, Bitcoin tôi nó lên liên tục nè mọi người ạ. Cứ cách mấy phút là Bitcoin tôi nó lên liên tục mọi người ạ. Nhưng mà diệt hóa hay không nó cũng đâu quan trọng đâu anh em. Tôi đã nói với anh em rồi, tôi chơi game thề. Cái game tôi chơi á là tôi chơi kỹ năng, tôi không có chơi dạng kia. Tôi chơi kỹ năng mà. Anh Trung đọc lệnh, anh Trung lùa gà. Bây giờ cứ đặt cho Bitcoin là không thể nào mà thua lỗ được, tôi nói thật. Cứ đặt cho Bitcoin không thể nào thua lỗ được. Thấy cứ chơi tiếng Anh thôi, tại Việt hóa chi đâu anh ba. Mình là thủ khoa khối D. Đúng rồi. Anh tiếng em sao làm khó được anh Trung. Đấy. Để con một ngày nó lên được bao nhiêu nghe. Mấy nãy tôi mua là đúng 1 bit đúng không? Trời ơi, mới làm khoảng 2 tiếng mà nó đã được 0.03 bit rồi mọi người à. 0.03 rồi, là nó gần 0.1. Nó gần 0.1, mà 0.1 là được 3.000 đô. Mà được 3.000 đô. Việt hóa cái lồn, anh ba chơi game là chúa tể PK, phần lớn thời gian anh Trung chơi là để qua màn chứ đâu phải đọc cốt truyện. Đúng. Để tôi coi lệnh cho ta. Bây giờ cái Doggy vừa mới tăng đúng không? Anh ba chết nhiêu lần thôi chứ kỹ năng gì. Bitcoin hôm nay giảm 8%. Bitcoin hôm nay giảm 8%, ngày mai chắc chắn lên. Bữa nay làm hết bao nhiêu tiền đổ vô Bitcoin hết. Còn nếu mà muốn chơi cái đồng điệp mạ mày, đồng này bữa nay đang giảm mạnh. Bắt đáy cái đồng này. EOS. Cái đồng Tesla là -4 đúng không? Bữa nay là -4%. Với lại đồng Litecoin -4% là hôm là ngày mai có thể là điệp mạ nó xuống nữa. Ngày mai có thể nó xuống nữa mọi người à. Anh em kệ dụ Việt hóa đi, anh Trung chơi game bằng tay chứ có dùng não nhiều đâu nên tiếng Việt. Thôi đừng nói vậy. Đừng nói vậy bạn ơi. Tắt con
mẹ mày cái nhạc đi đủ má mày để đầu óc bố mày thanh thản bố trình mày đọc độ tiếng Anh của anh ba còn hơn mấy tiến sĩ Harvard ha vùng thì sợ cái gì hả anh ba? Đi đi. Tiến sĩ gì tiếng Việt còn không đọc được mượn có 50 chục mà Imri. Anh Trung chơi game nhiều khi bên đó người ta lấy tiếng Anh của anh Trung thêm vô sách vở. Bảy giờ rồi. Đúng 10 giờ đóng cửa nha. Gặp ăn mày làm NV quấy phá đảo, rồi ra God of War DAB. Vậy là phá đảo rồi. Để tôi đi mà thể hiện đọc lệnh cho tụi bay. Để tôi thể hiện đọc lệnh cho tụi ông. Tụi ông coi. Ông Hoàng nổi lớn cho tụi ông coi. Bitcoin mà tăng giá chắc tại rồi. Tại group này chơi anh ba. Group này là cái gì? Rồi, cơm tiền cái chén cuối nè. Cơm tiền chén cuối đi ngủ nè. Ngày nào có đủ má mày bạc khoảng 3.000 đô. Mà đầu tư với vàng má một ngày 3.000 đô, một tháng bao nhiêu nhờ? Một ngày có 3.000. Quên đầu tư thêm máy lạnh. Không đâu bị hỏng máy. Chơi với em với bé Lai thằng 9 ok nè. Vui vãi kẹt. Anh ba đang bị kẹt cái gói độc quơ rồi. Anh ba đang bị kẹt, đang bị nghiền cái gói hộp quơ rồi. Một cái. Cái này là ngày mai mình ngủ một giấc nó mới lên giá đúng không anh em? Mất hồn mày đủ má mày say qua nhìn nhìn cái mặt đồ mới thất hồn. Cháy tài khoản à? Cháy tài khoản là sao? Đớt ti à? Ủa thì mẹ mùi túi, mùi túi, mùi túi. Rồi đóng cửa nha mấy khách ơi, chuẩn bị đóng cửa mấy khách ơi. 11 giờ rồi 12 giờ đóng anh cửa nha. Còn nhớ thằng lồn tùng Lê Hải chúng ta 3 rưỡi sáng còn ngồi xem một ông già vừa ngu vừa bảo thủ không mặt tiền. Rồi nhớ trả tiền nha, nhớ trả tiền nha, nhớ trả tiền nha. Rồi công an ơi, cái gì vậy ông nội? Em làm gì? Em không làm gì hết nhá. Lẹ lẹ God of War đi A3, cười A3 PK em lứng quá. Ok, ba xong rồi nè. Để ba chốt sổ rồi, ba mua mua coi rồi ngày mai xuống cho anh em coi khả năng đọc lệnh của anh ta. Khả năng đọc lệnh. 5.000 cổ phiếu. Anh Trung cho cắm đêm cho tụi em đỡ đi. Trời về đi mấy. Đã đóng con mẹ nó quán rồi. Làm mấy anh ơi. Làm ơn mấy anh ơi về giúp em. Mà mày chơi gì mà ghiền thế? 16 độ. Trời ơi, người ta đóng cửa tới nơi, mấy ba chơi mấy ba ghiền. Mười sáu độ hết ha. 16 độ hết ha. Này tách biệt ra đi. Mẹ auto giúp em ha. Đều chứ nhờ, chứ đều. Hồi nhỏ anh Trung cũng như em mà toàn chơi đêm, giờ anh Trung có tiền rồi khác quá. Đây, 10.000 đúng không? Bây giờ 10.000 đổ vô mua cái này cái nè. 10.000 và 4.000 đô. Từ từ,
4.2 đô, 4.2 đồng. Em làm xong demo logo e gửi mess. A3 dành chat ok, okay thì okay, em làm okay. Cái fan luôn nha. Ok tí. E ngủ bay anh em. Anh em với mua A3 ngủ ngon. Nét anh ba như kẹt. Mua được 2.400. Đây, xong. Bitcoin lên, ngày mai ngủ dậy một giấc Bitcoin lên. EOS lên. Hai cái như là Stellar với lại cái này sẽ xuống, sẽ giảm. Tắt tài khoản chứ thôi đủ má mày, con phục vụ này cái vô ví của mình nữa. Anh ba thử tìm cái kệ giống chỗ bán máy đào coi coca rồi mình để lên cho nó sang chứ nhìn để dưới đất như quần kẻ á anh ba. Không có cái kệ đó em ơi. Đúng bán ở đây, nó chỉ có đúng ở đây là nó bán cái kệ giống vậy nè. Đó, mà nó đéo bán. Mai ngủ dậy Bitcoin lỗ tụt cặc. Lỗ. Đó, nó không có bán nè, không biết kệ đóng đóng kiểu này cũng được nè, mà không có như mình tức. Cảm ơn đây nợ, cảm ơn anh em. Không có nó mới tức. Chị vụ thằng anh Mai à. Ủa, thằng anh Mai làm vụ chưa? AB ơi, hôm qua AB mới chơi có 3 cái đảo nhỏ dễ nhất à, còn 4, 5 cái đảo grip với 2 cái đảo boss nữa. Ahihi, tài năng tư duy như AB mấy cái đảo đó tuổi lồn. Bạn để nó đi bạn, đủ mẹ. Nâng cấp à, man, tôi có một tin xấu đây. Cái internet khác đang có kế hoạch phá chơi man à. À, bây giờ cần 1.500. Ok, đánh bơm á hả? Chứ con đĩ mẹ rồi, tôi hết tiền rồi man. Mai đi man nhá. Quán anh ba còn dàn Bitcoin sang quá, mai dậy sang quán bù lỗ luôn nha. Mai nhá. Hết tiền rồi man. Rồi. Ngủ dậy ngày mai thành điệp mà mày triệu phú mọi người ạ. À. Ngủ dậy ngày mai thành triệu phú đô la. Hey. Làm nhẹ một ngao. Làm nhẹ một ngao xong điệp mẹ mày xuống. Mở Bitcoin lên, thấy mình là triệu phú đô la. Black to the moon. Đầu tư 10.000 đô vô con EOS. Bạn đợi tôi xíu bạn. Nhìn tiền lần cuối đi anh Trung, lát ăn mày chết mẹ. Cảm ơn Duyên. Mẹ mẹ hoàng độc lần tới đây mà kêu nhìn tiền lần cuối. Hồi lâu. Ôi chết mẹ rồi, bữa nãy mình đặt rồi. Cái Stellar nó giảm mới ác chứ. Ủa cái Stellar nó tăng 7%, trong khi cái Gold 3 nó giảm thêm 1% nữa. Tôi nói Bitcoin nó lên mà. Anh em thấy chưa, tôi nói Bitcoin lên mà. Bitcoin nó vẫn lên đều anh em à. Cái thế quật kim kiểu gì mà đủ má mày ngủ một đêm vậy mà nó vẫn nằm như đó rồi ta. Vẫn như đó nhờ. Bây giờ được bán một mớ ra nhờ. Bán đúng rồi, lên được 1.6. Vậy là một ngày tôi đào được khoảng 0.15. 0.15 là nó rơi đâu đó tầm 4.500 đô. Anh ba chơi God of War nhớ lụng dương đều nha, chứ mà anh ba không lụng dương thì anh không phải đảo trò này đâu, chứ kỹ năng anh bạn hạng tép diêu thôi. À, sao tôi bán 0.1 không được nhỉ? Tôi bán 0.1 không được ta.
tôi sell hết đi, tôi sell hết đi. Nè nè, bây giờ tôi sell hết đi cái Bitcoin này. Bây giờ Bitcoin này không lên nổi, Bitcoin này lên có 2% nó hơi long lắm. Bitcoin lên 2% nó hơi long. Bây giờ tôi sell, tôi làm nhiệm vụ cái. Bây giờ anh em cứ đợi tôi từ từ. Tôi làm cái nhiệm vụ của bên thằng anh mày này cái. Bữa nay là đủ má mày nghỉ, nghỉ bảo quán đi. Đây. Đó. Ui. Thế vậy mà bạn vẫn còn đang ngậm điếu thuốc cho trong mỏ của bạn. Bị bố mày nữa chứ, cái thằng lồn ăn mày này nó phá kinh nhờ. Ồ, em này còn đang ngồi chơi lay tay sần luôn á chứ. Mở kèo bet lên xuống bit. Án mạng xảy ra mọi người ơi, án mạng xảy ra mọi người ơi. Không phải lỗi của tôi. Mở kèo bet bit lên hay bit xuống đi à. Rồi. Bây giờ nè, tăng hay giảm ha. Bây giờ tôi mở kèo cho anh em. Chỉ đặt đồng con tôi mua tăng hay giảm. Con tăng hay giảm. Đấy. Cho anh em chơi. Tôi sẽ vô một đồng con, tôi nhắm đồng con đó, tôi đọc lệnh đồng con đó tăng hay giảm. Ok chưa? Từ từ để mua này cái. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ơ sao không có cái điều mà là cái kiểu mà Silumator mà theo kiểu mà gọi là chơi Bitcoin, chơi chứng khoán à? Rồi cái đó hay á anh em nhờ. Cái đó kiểu mà đưa cho mình một số vốn xong rồi mình phải nào là giờ quán anh Trung độc quyền thành phố rồi, anh mở quán cho tụi em chơi với chứ đờ cờ mở anh đào coi miết dậy. Cơ nhiên đó ok. Mình làm phát độc lệnh cho nó hợp lý. Vô là chạy luôn à. Đặt vô chạy luôn à. Cái chỗ này của tôi nó hơi hôi lóc xíu à. Đều gan, đều như bắt chanh. Đó. Trời ơi, còn hai mấy ngàn vậy. Rồi. Đầu tư vào Bitcoin rồi đi ngủ nè anh em ơi. Cái này của tôi đang giảm 2 ngày rồi. Nó đang trên cái đà 2 ngày rồi. Tại vì cái này tôi chưa biết cái market của nó thì mà mày là bao nhiêu mọi người ạ. Ở đây nó cho thiếu thông tin là cái market nó là bao nhiêu.
nó phải cho thêm một cái thông tin nữa là cái thị trường vốn hóa của nó đang là bao nhiêu. Giờ giàu rồi khinh mấy thằng em nét ngày xưa. Trước thì nào? Ok em vào đi anh mở máy, nào là thân thiết. Bây giờ cái Stella giờ thì đóng giờ cửa cả ngày. Giảm rồi mọi người ạ. Cái Stella nó chắc chắn là nó giảm rồi. Tôi bây giờ hôm nay là tôi sẽ bắt đáy đồng này. Ơ mà tiền đâu? Ủa? Mà cái đồng này tôi sẽ bắt đáy đồng này. Hay là tôi nuôi đồng OES chứ. Ủa? Ê, tôi còn đồng OES đúng không? Bán hết đi. Cắt lỗ đi. Bán hàng tôi đi. Sell on đi. Để gom tiền. Gom tiền. On in. Cho 144.7 mua được 263 đồng, 264 đồng được không? 15, 16, 8, 268 đồng, 269 đồng là đẹp không? Họ đến ngủ dậy cái một là ít hai gì vậy anh trai, hoài luôn á. Ngủ dậy cái ít ba tài sản. Anh em có muốn ít ba tài sản giống tôi không? Hãy cho tôi thấy những cánh tay của anh em. Ngày mai nó sẽ live to the moon. Hết kèo chưa? Hết kèo chưa? Rồi đóng kèo rồi đúng không? Ây à, tăng giảm nó đều nhau thế nhờ. Tăng giảm nó hơi đều nhau nhờ. Tăng giảm nó hơi đều nha. Chắc chắn luôn. Đủ má mà tôi bắt cái đó là chiến đáy rồi. Bữa nay nó lên tệ gì cũng phải từ 4-8%. Thấp nhất là 4%. Cái đồng đó tôi nghiên cứu lâu lắm rồi. Tệ nhất là 4%. Anh em muốn x3 tài sản không? Tối nay all in MU là sẽ x3 tài sản mà anh em đang nợ. Rồi đủ má anh ba đóng quán vậy, ước mơ game thủ của em đi luôn rồi. Anh trung tệ với mấy thằng em game thủ quá. Lỗ 1.000 đô. Thôi cắt lỗ đi.